Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn là nỗi lo thường trực, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, ở những nơi thiếu sân chơi lành mạnh an toàn cho trẻ. Cùng với đó thì việc thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý tai nạn thương tích nói chung cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn đuối nước ở trẻ em. Vì vậy, với mong muốn để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em, nhiều địa phương đã mở các lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ, ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk. Những đứa trẻ này đang được học bơi miễn phí. Nhiều em chỉ vài buổi đã rất tự tin trong môi trường nước. Sau một tháng học bơi thì con biết bơi được các thầy chỉ và con đã biết bơi rồi. Cháu mong là bữa sau là sẽ được bơi nhiều hơn nữa. Đã có nhiều bể bơi như thế này đi vào hoạt động và được di chuyển đến 28 trường, với hơn 17.000 học sinh được tiếp cận với môn học bơi lội. Rất là khó để có thể xây dựng một cái bể bơi cố định bài bản ở vùng sâu vùng xa. Cho nên chính cái việc mà luân chuyển những bể bơi này thường xuyên đến những vùng sâu vùng xa là cách tốt nhất để các em được học bơi. Đặc biệt là trong dịp hè, các em ra ao hồ sông suối và có tiềm ẩn những nguy cơ nó nhiều hơn. Vì vậy chúng ta tập trung các em về bể bơi. Vì vậy vừa các em hướng dẫn các em, vừa các em có một mùa hè ý nghĩa, bổ ích. Dự án này rất là ưu việt và tác dụng trực tiếp đến các em để được các em biết được là cái nguy cơ của đuối nước thế nào. Và các em cũng tự tin khi được học bơi. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở được trang bị kiến thức cơ bản về tai nạn, thương tích, 50% biết các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.